bằng 90 độ. Rồi 180 độ. Góc này bằng tổng hay góc trong phân kệ đó, C1 bằng E cộng B. Trong hai góc vuông tam giác nhọn bằng nhau. Đó là bằng 90 độ. Đây phải sẽ phải cô. Thằng nào vậy cô?
Dạ, B phẩy với C phẩy bằng 45 độ. Dạ. Dạ nó... Dạ, giao B phẩy cộng C phẩy bằng 90 độ. Hai góc đó phụ nhau. Dạ rồi. Những tên cướp biển này cũng chả thèm chơi game và doanh thu tăng lên cho những cướp biển này móc ví ra chỉ rơi vào đâu đó khoảng từ 1 đến 5%. Tức là khi bạn phát hành một tựa game, có người đang lót dép ngồi hóng bạn ra mắt, sau đó crack game và chơi ngay lập tức. Bằng IQ 9000 của mình, bạn sử dụng Enoco khiến cho tựa game đó không crack được nữa. Bạn cứ tưởng người đang lót dép ngồi.
Cô hỏi lại cô. D1 nằm trong tam giác ADB. Tổng còn cái tổng ba góc của ADB hả cô? Bằng chắc là được. Cô bằng là dạ là 80 độ. Dạ, hiểu rồi. Dạ thưa cô, là mình lấy a trừ cho b, anh trừ a trừ b 1, lấy 180 độ trừ a với b 1. Dạ là vì tại vì db là tia phân giác. Dạ, góc B là bằng 180 độ trừ cho 50 độ cộng 60 độ.
Dạ. Câu cho là góc B em lấy 108 trừ cho A cộng C, A đúng rồi, A cộng C. Cô kêu em á con. Dạ cô là D1 cộng D2 hả con? Chị có. Trời ơi con nói cậu chết em. Dạ được. Cô cho BD là tia phân giác, nên là suy ra là đây là tia phân giác của B là bằng đáp B. Con sao cô giật dữ vậy con? Mạng của cô quá cô. Không, nó bị giật cứ cô. Để thấy rồi. Để thấy rồi, cái mô cộng B2 là cô bằng bao góc B chia 2. Cô là bằng 70 độ chia 2. Cô giật dữ lắm luôn đó cô. Cô 70 chia 2 con, 35 con. Cô giật dữ vậy. Tính ra hãy cô mới kêu em luôn rồi đó cô. Coi như con sổ được mấy con rồi coi con, hình như con sổ được mấy con rồi coi. B1 bằng 60 bằng 180 trừ 110 bằng 70. B1 70 bằng 35. Xét tam giác ACB. B1 bằng 35 độ. ADB. Ở góc độ nào 108 thì 1 thì 60 cộng 70. 60 cộng 75. Cộng góc D1 cộng góc B1. B1 D1 bằng 60 độ 180 độ trừ 60 cộng 100 cộng 35. À,
95 trừ D trừ 95 trừ 180 trừ 95 bằng 85. Ờ, 85 nhân 2 à lộn à 85 vì vì DB là tia phân giác nên D1 bằng D2. Vì góc D là góc bù dạ yeah. Bằng 180 trừ 85 bằng 95. Cô ơi, con xin đề xin cô. Con xin đề xin phút hiểu. Dạ cũng chắc. Dạ cũng hiểu cô ơi. Con chưa biết kịp. Xong rồi cô.
Bạn Khang đi vệ sinh rồi cô. Dạ. Dạ, góc vuông. Là phải. Dạ, góc trong. Dạ. Dạ hiểu. Bằng góc M2 M bằng góc M1 bằng B1 cộng với A2 A1 dạ dạ lớn hơn
Dạ. Dạ, M2 với B2. M2 lớn hơn B2 cô. Dạ, tại vì góc M1 lớn hơn B1. M2 là góc ngoài của tam giác ABK. Dạ cô, là góc M2 lớn hơn góc B2 về xét tam giác lại là MBC. Dạ suy ra M2 bằng B2 cộng C1. Lớn hơn B2. Chị hiểu con.
Câu này bài tập trước đúng không con? Dạ, thì câu D 90 độ. Anh cứ suy nghĩ đi. Dạ dạ. Dạ, gốc x là tại dạ gốc x nằm trong tam giác OES. Dạ. Dạ. Dạ, em một là 180 trừ 130 bằng 50. Dạ. À dạ là trong cùng phía. Dạ là 40. Dạ bằng 90.
Thơ cô B1 đọc đọc ba chữ lại là đọc ba góc hả cô? Không không không. B B A B góc B A H. Cái nào cô? Xe mổ quá hả? Bằng góc A C A C K. Dạ. B1 nằm trong tam giác ABH. Dạ, C1 nằm trong tam giác ACK. ACK. Là bằng 180 độ. Góc A cộng góc K cộng góc C C1. Dạ không. Dạ, dạ phải. Dạ gấp hấp. À, đôi đỉnh. H K hai góc à góc vuông.
hai góc đó bằng nhau. Bằng nhau. Dạ. Con cũng hiểu con. Dạ, yes, sir. Dạ, hơi hơi. Con có thắc mắc lên cái chỗ A với E, H chữ K và cô Thanh tròn đó con. Còn P1 với C1 con. Dạ vâng. Dạ, xin ra. Dạ. Rồi con, cái này mình làm rồi, mình khỏi viết được không
Dạ rồi. Dạ tìm gốc IEC. Tìm gốc E. Không biết rồi.
C. Chữ chứng minh em mà là theo phương dáng. Em mà là theo phương dáng của EPAC. Vậy xong rồi cô. Em một đồng vị với B. Cô mới vô sao cô chạy luôn rồi? Một cái xe hai góc xe lẻ tầm. Góc xe chưa cho hả cô? Đâu có AB, A góc A 50 độ cơ. Góc A mới 50 độ. AB mình xin. Dạ. Để tìm góc A1, A2 thì phải tìm góc BC. BC cô. Góc B với góc C.
Dạ. Góc IAC là tia phân giác. Góc ngoài ở đỉnh A. Bằng góc B. Có suy nghĩ không? Cộng với góc C. Là 100. Do AM là tia phân giác. Dạ, của góc IAC. Dạ, suy ra được là A1 bằng A bằng A2 bằng 1 bằng góc IAC chia 2. Dạ, bằng 50 độ. Dạ. Vậy dạ. Dạ sao lại trong. Dạ A1 với C. Sao le trong. Vậy suy ra nó song song. Dạ hiểu con. Em có gọi gọi cô ấy. Để rồi. Coi mà hiểu thì sương sương mà coi chứ chưa hiểu chăm chăm coi. Dạ rồi con. Cô giảng của anh chỉ cần ghi thôi đúng không con? Chị có.
Dạ. Dạ, AC bằng cạnh. M. M O. M N. B C N O. Dạ, gốc C bằng 130 độ. À, 50 độ. Dạ, 60 độ. Dạ, hai tam giác đó bằng nhau. Tại vì ba góc chúng mẫu tam giác cộng lại bằng 180 độ hết cô. Dạ. Nghe rồi. Vậy rồi. Vậy có. Vậy đi EH. DHE cô. À, còn đây con sẽ hiểu. Dạ, EHD. Chắc, vậy chắc vậy.
Dạ con. Trời ơi. Đấy. Cơ góc A là bằng. Góc A bằng góc D con. Dạ. Chị có. Con góc B bằng góc E. Là bằng góc F. Tại đâu cũng nghe đâu cô. Nãy hồi nãy con bị lắc cô. Bên con đang ổn. Bên con đang ổn. Dạ thưa cô, AB bằng cạnh a không được. Bằng cạnh D của không DE AC bằng DF BC bằng EF Nếu cô tam giác ABC là bằng tam giác HKD. Dạ KDH. Dạ KDH cô. Vậy giờ KDH cô. Dạ. Dạ. Đúng. Dạ. Dạ, con thấy nó hơi sai sai. Dạ, phải là tâm giác HKD chứ cô. Dạ. Hả? Ờ. Chưa nghĩ ra coi.
Chính giữa. Con là chữ D. Chữ em làm coi.